Bà chị, mua miếng nào thì tôi cắt cho. Bà cứ lật qua lật lại thế, thiêu hết thịt người ta rồi. Thịt mới lấy từ lò mổ về đấy. Ba chỉ gì mà mỡ không à? Thôi cậu cắt cái góc trái cho tôi nè. Nhưng mà nhớ cắt hết mỡ với lóc hết cái gần gần trắng trắng đi nha. Ba này buồn cười nhỉ. Bây giờ ba dội mà bà bắt lọc hết cả gân với cái mỡ ra, cái đấy nát hết miếng thịt tôi bán cho ai? Thì nhà tôi đâu có ăn mỡ đâu. Tôi mua mỡ về tế tôi hay gì. Mà cậu cứ cắt đi. Ý kiến còi quá à. Tôi cũng trả tiền đàng hoàng chứ đâu phải là của tiền của cậu gì đâu. Bây giờ nhà bà không ăn thịt mỡ ấy, thì bà lựa cái miếng nạc này bà mua. Mắc gì bà bắt tôi lọc hết gân với mỡ của cái này ra. Rồi cái đấy bà có trả tiền không hả? Mà tôi bán cái đấy cho ai? Giờ mua được thì mua, không mua đi chỗ khác. Thôi mua không bán gì hết trơn á. Bán gì mà không có chiều khách gì hết trơn á. Bộ anh không có nghe cái câu à, khách hàng là thượng đế đó. Khách nhìn thượng đế không ai vô lý như bà hết trơn ấy. Mà khách hàng là thượng đế rồi đấy. Nhưng mà mấy kiểu như bà nhá thì cho hạ đế luôn. Đồ, đồ. Cái gì? Tính làm cái gì? Ê, ê, ông đốt gì vậy? Ê, ông lửa cháy phập phùng, phò lòng ta đốt. Mày đi, đi ra, cái thùng mày đi ra. Ê, hả? Mày không bán thì thôi, mắc gì mày chùi ẻo tao. Cái thứ như mày thôi ở nhà đi, khỏi bán cho ai hết trơn đó. Tao chùi với mày hôm nay ế hết cả thằng hàng. Chùi. Thứ gì á, gặp con mắm bông bây giờ thằng thịt heo nữa. Có bán thịt không anh? Ồ, mắt không nhìn thấy là còn hỏi. Cái gì đây? Rồi có tươi không đây? Không tươi tôi bán làm cái gì? Có mua không cứ hỏi đấy. Làm gì thấy ghê vậy? Thịt chợ mà làm như thịt nhập khẩu vậy á. Tự ôm mà ăn hết luôn đi. Đó. Nghe nè. Thằng mẹ giấu hai ký thịt coi hết đồ bán này cha. Từ từ, hối như giặc. Ê Vinh, thịt nè. Rồi để đi. Vinh. Dạ. Tao ăn đây biết bao nhiêu lâu rồi, bữa nay sao miếng thịt mỏng như lá lúa vậy? Làm ăn kỳ cục vậy? Anh thông cảm, đang hết thịt nè, giờ này nó mới giao qua nè. Hái em bù anh ba cái chân cút. Rồi nhanh lên. Dạ. Thêm rau không? Cho thêm dĩa rau đi. Rồi. Chân cút, rau. Ê Vinh, qua đây. Công nhận mày khéo léo mà xử lý tình huống nhanh thật đấy. Chiều được cái khách ý kia. Chẳng bù cho tao. Không vô gì nữa. Chắc tao không có duyên buôn bán quá. Vì cha buôn bán mấy năm trời giờ kia không có duyên. Nói gì nghe rầu à. Ai nói gì mày à? Thấy thịt bên mày ok mà. Chỉ thịt nóng hổi thì lo ra mà lại. Nhưng mà mày biết đi. Cái tính tao nó cục xúc, nó khó chịu, nó nóng tính lắm. Khách cứ đến mua là tao này kia cái này tao đuổi gì hết trơn. Thì biết mình cục xúc thì mình gái mình kìm lại. Không có tao nói mày vậy, trước đây tao cũng như mày vậy đó. Nhưng mà tao phải tập dữ lắm, kìm dữ lắm mới được như ngày hôm nay á. Thì biết là như thế. Nhiều lần tao cũng tự nhủ là tôi phải kìm chế cái bản thân này tí. Nhưng mà gặp ba cái thứ khách cái đòi này kia được. Nói chung là bà chấm lắm. Khó chịu. Mày nghĩ sao cái bà kia bây giờ bà mua cái miếng thịt ba dọi mà bà nó kêu là lọc hết cả mỡ gân. Miếng ba dọi là không mỡ không gân. Tức không? Thông cảm bạn em nó giỡn. Ăn đi anh, ngon miệng. Nhưng mà đập phá quán tao à. Chắc tao cũng dẹp tiệm sớm. Trời ơi, mày buôn bán mày phải tìm cách chứ đâu mà dẹp. Thí dụ giờ mày ra chợ, mày rao lớn lên cho người ta biết là mày bán thịt, là đang có thịt gì. Thí dụ khách vô: chị ơi, cái ba rọi này kho ngon nè. Chị ơi, chị lấy cái miếng này đi, em giảm giá cho chị. Rồi gặp ba cái khách mà cứ đòi hỏi này kia thì sao? Mình tùy cơ ứng biến được không? Thí dụ gặp ông này khó quá thì nói: ừ, em tặng anh một hai miếng nhỏ. Còn chị ơi, thôi hôm nay em giảm giá, chị mai nhớ quay lại. Nói chung là bỏ cho đi trước đi, giữ khách, giữ mối. Cũng có lý nhỉ. Chắc tao thử xem sao. Cho tôi tiêu ấy. Ôi chị gái. Ghé mua thịt đi, thịt em mới lấy từ lò về còn tươi lắm. Ủa sao nay hiền lành quá vậy? Bộ ai dựa hay gì mà đổi tính đổi nết? Mà thôi vậy đi, có phải dễ thương hơn không? Chị cứ quá khen. Rồi thôi mua thịt đi chị, hôm nay đang có chương trình mua một tặng một này chị. Chị cứ mua nhiều đi, em để giá tận gốc rồi.
Thôi lấy tôi miếng ba chỉ đi, nhưng mà đừng có mỡ quá nha, nạc cũng vừa phải thôi. Còn miếng này nè, cắt hai bên cho tôi lấy miếng giữa thôi. Miễn sao anh cần sao đủ 1kg cho tôi là được. Tôi có 1kg mà đòi hỏi anh nhiều thế. Tính nằm bà nội người ta hay gì hả? Đừng mà được voi nha. Ê, tính ra tôi mới khen anh dễ thương luôn á. Bán buôn gì mà không có chiều khách gì hết trơn á. Có mình tôi vô mua cho anh là may cho anh lắm luôn rồi đó. Ai cho tôi lương thiện? Thôi đi đi, không muốn bán gì đâu. Đi 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 đi. Thằng sao? Nhìn cái mặt mày là tao biết thất bại rồi. Uổng công tao bày cách. Mày đi biết cái gì mà nói. Tiếp theo này bán còn khó hơn hủ tiếu nữa. Hủ tiếu của mày á, bán sao người ta ăn vậy? Tiếp theo này người ta mua xoay tao như trong trống. Thôi đi ông ơi, ông đừng có làm không được rồi cái ông hạ thấp cái nghề người ta. Bán hủ tiếu bán cái gì thì cũng khó thì chàng nhậu chứ. Ê, hay giờ tao mày đổi đi. Mày bán thịt heo, tao bán hủ tiếu, xem nghề nào nó khó hơn. Nói được làm được nha bạn. Trời ơi, không có gì làm khó được tôi đâu. Tôi đảm bảo bạn tôi bán thịt heo của bạn, cái sạp bạn chí hàng. Mày nói được cũng phải làm được nha. Mày mà không bán hết á, tao bắt mày mua hết đống thịt heo của tao luôn. Hỏi thịt đi chị. Lấy cho chị miếng này đi. Cái này về khổ tiêu ngon lắm nha. Bây giờ em còn có 1 miếng, chị lấy hết luôn đi. Bỏ tôi lại ăn từ từ. Sáng giờ bán đắt lắm á. Ok, lấy luôn. Ồ, đẹp gái quá. Trời ơi. Công nhận em trai bán hàng dễ thương ghê á. Không như thằng hôm bữa, khó chịu. Khách hàng là thượng đế mà, đợi em xíu nha. Hủ tiếu thơm ngon đấy mọi người ơi. Hủ tiếu mì gói đầy đủ cả nào. Ai hủ tiếu không? Nè. Ủa, Vinh đâu nó không bán, sao mày bán vậy? À, còn mình Vinh hai đứa đang đổi cho nhau. Nó bảo bán thịt heo dễ lắm, con cho nó thử luôn. Nè, bán cái gì mà không giống như nhau. Tụi bay còn non còn xanh lắm. Thiệt. Thôi được rồi, làm cho tao tô hủ tiếu đi. À vâng, chú ngồi đợi con tí á. Xời, tên là mày. Tưởng bán thịt heo khó lắm vậy ẹt. Là một ơ hết trơn. Đây, tao cũng gửi lại tiền hủ tiếu hôm nay của mày này. Bán hủ tiếu nó quá là đơn giản luôn. Này cho tao làm hoài cũng được nữa. Vậy chúng ta sẽ đổi thêm vài ngày nữa được không ông bạn? Ok bạn luôn. Hãy lên trà đá coi. Nhanh bà chủ ơi. Mày bán ta. Anh ơi, bán thịt nè anh ơi. Gã liền, ra uống nước gì vậy? Trời ơi, buôn bán mà anh núp chảo rồi anh buôn bán với ai? À, rồi giờ mua gì? Lấy miếng mông này đi. Này á? À, ok. Cắt nữa thôi nha. Rồi. À, thôi thôi, đổi tôi miếng nạc này đi. Nhìn cái miếng đó không có tươi lắm. Đây nè, nửa miếng này nè. Ủa chị, mình phải suy nghĩ kỹ chứ, phải chốt từ lúc đầu chứ. Thì tôi là khách hàng mà, tôi có quyền lựa chọn chứ, anh phải chịu khách hàng chứ. Ý là chị là khách thì chị phải suy nghĩ chứ, là mình cần mua cái gì. Tự nhiên chị vô chị kêu em cắt rồi bây giờ chị không mua rồi ai mua? Trời đất ơi, tưởng đổi thằng chủ nào hả, dễ thương hơn. Ai ngờ cũng như thằng kia à. Thôi không mua nữa. Kìa. Trời đất ơi, bán hủ tiếu chưa thấy ai trả giá gì luôn á. Qua thịt heo ai cũng trả giá, còn xây như cái trong trống vậy. Mình còn bực nó chiền ken. Nghỉ đi. Trời ơi, có tô hủ tiếu nãy giờ 10 phút rồi chưa ra nữa nè. Đây, hủ tiếu anh nha. Hủ tiếu của tôi có chưa? Đừng để tôi chết đói gì. Rồi cứ từ từ, có làm gì mà hối kinh chứ. Rồi hành không sao anh ông nội. Anh bỏ hành ra ngoài, anh ăn giúp em đi. Cái nè. Đó. Hôm qua mày dọn hàng sao mà mày để khăn giấy khách xài bây giờ tứ tung hết trơn vậy. Mất vệ sinh quá mày ơi. Dạ, con nhớ rồi, con sẽ để ý cái đấy chú. Nhớ cái gì? Bữa nay mà mày không dọn đàng hoàng tử tế á, tao dẹp xe hủ tiếu mày luôn. Vâng, chú cứ đi vào đi, con đang làm chú ơi. Rồi, xin đĩa rau ơi. Rồi, tưng ớt, tưng đồ nữa nè. Đây đây anh trai. Ôi, xin lỗi anh ạ. Rồi, mày muốn bán gì gì, mày đi đứng kiểu gì đây? Xin lỗi, không may được có gì đâu mà anh căng thẳng đấy nhỉ. Rồi mày biết cá đâu, tè đâu. Bao nhiêu là bao nhiêu? Bán cái xe của mày cũng không đền nổi đâu. Này đừng nói thêm 10 tô hủ tiếu mà thừa mua đứt cái áo của ông luôn đấy, ông làm sao? Tao mày đền họ tao cái. Thích khô máu luôn đấy. Lao vào. Lao. Lao vào đây.
xin lỗi anh đi, bạn em nó mấy ngày đầu bán mà. Mày coi chừng tao á. Ê, kìa, tô hủ tiếu chưa trả tiền kìa. Tiền bạc gì chơi, buôn bán như ông với còn khách nào đâu bạn. Ông về đi, xàm xe ông đi trả xe hủ tiếu đây. Để tao trả mày, tao không làm nữa đâu. Uống đi cho nó hạ quả. Hai đứa bay á. Trời ơi, tao nói rồi, cái dân buôn bán như tao với tụi bay nè, cứ bưng khách hàng đặt lên trên đầu thì tiền nó tự rủng rỉnh nó bay vô túi thôi. Mắc cái gì mà phải hằn học, phải khó chịu. Ơi, ai biết chuyện, giờ mới hiểu được cái câu là người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt. Tưởng bán thịt heo dễ ra bán, gặp gì đâu không, tôi hiền gì tôi còn cọc không. Tao này nể nhất mày mấy cái khâu mà nhớ được hết các yêu cầu của khách. Nào là hủ tiếu không hành không giá không hẹn này kia bù lu bà loa hết, nhớ hết cả đầu. Giờ có cách vậy. Sáng mới đọc cái câu ghi trên mạng, bây giờ mày biên cái câu đó ra mày treo trên cái chỗ quầy mày á. Câu đó như vậy. Câu gì? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, lỡ cọc ngày bạn đừng bỏ tôi. Hashtag can thịt heo bích cà bu. À, thấy cũng có lý nhỉ. Bọn trên mạng hay làm thế à? Ừ. Treo lên, khách người ta nhìn vô, người ta cũng thông cảm với mình, người ta ủng hộ mình. Rồi lúc đó mình phấn đấu mình làm ăn, mình tin bạn làm được. Mình cũng tin bạn. Cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với mình. Chắc mình sẽ phải học cái cách khéo ăn khéo nói như bạn ấy. Cùng cố nhé. Hai đứa, tôi nói nghe nè, nếu như mà cùng cố gắng thì mình dắt tay nhau về nhà rồi cố gắng, chứ đừng cố gắng ở quán tư. Rất là khuya rồi mà còn ở đây cố gắng tư không thích. Về. Thôi đi về. Từ. Chị nữa Dũng già. Ghi cho con bao lô ba con 024282. Ba con luôn. Ờ. Đồ này làm gì vô mánh mà đánh dữ vậy? Đánh gì tôi vô tôi lấy sổ tôi ghi nè. À, biết sao không? Thấy hả, bữa mơ gặp đi ăn ốc ngon quá, cái nghĩ đó là kêu bằng gì ta? Trên mạng kêu bằng gì là tín hiệu vũ trụ, đúng rồi. Tín hiệu vũ trụ xong cái chơi luôn má. Đánh nhiều đánh nhiều. À, 100k đi. Cài tư đi liền. Khoan chịu cái má. Chịu. Là thiếu chịu hả? Ừ, vậy thôi dẹp mẹ đi. Gì đâu mà thôi, lỡ sẵn chịu rồi thôi lấy con ly cà phê luôn nha. Bà nội cha ông cố tổ nhà mày cái gì mắc mớ cái gì mà giờ này mày qua đây rồi mày kêu tao hả bán nước cho mày thiếu chịu rồi ghi số đề cho mày thiếu chịu. Mày nghĩ sao mà mày có tiền mày đem qua đây mày ghi, còn không có thì thôi nghỉ mẹ nó cho rồi đi hả, chơi số đề mà thiếu chịu. Mày thấy mày với tao không? Mày có tiền thì mày á mày qua mày viết số đề, còn mày không có thì mày về mẹ nó đi. Ôi buôn bán mà ai không kiếm tiền để sống, ai không kiếm lợi, trời mày thiếu chịu với ông nội tao lấy tiền nó ra sống. Chị má làm gì chửi ghê má. Đi. Đi nè má, khỏi đuổi. Đi. Ôi, cái gì nữa vậy trời? Sao nãy ai kêu là đổi khách lên đầu? Cái gì cũng chiều khách rồi tiền tự động vô túi mình. Bởi nói người khác thì dễ, chứ khi mình làm mới thấy khó. Ừ dạ thưa hai ông cố nội của con, là khách cũng có khách giết khách giác, chứ không phải là khách nào mình cũng lịch sự được chưa. Bây giờ hai ông cố nội qua dạy nữa con cái gì. Chữ dữ vậy. Ôi thịt heo tươi ngon này anh chị em cô bác ơi. Mày vô mày vô. Đây lấy đi anh đây, chị làm được miếng nào đây. Ok anh em miếng này nhá. Ủa sao kêu nạt mời Xuân không vậy? Chết cha rồi em nổ cái vàng quá. Em bù anh mấy cái trứng cút ăn chơi. Ok. Dạ. Em bán vậy phải vui vẻ không? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.